Và đây là chiếc máy phát điện cung cấp đồng thời cho chiếc máy nén khí và chiếc máy rửa xe. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Như đã hứa với các bạn thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test chiếc máy phát điện Komatsu 6900CG này cho các bạn xem. Thì chiếc máy Komatsu này thì có công suất định mức là 5000W. Thì hôm nay tôi sẽ dùng nó để cấp điện cho chiếc máy nén khí dây đai. Đầu nén là 54x2 và động cơ của nó có công suất là 1HP. Cùng với đó là chiếc máy rửa xe gia đình OS100 có công suất là 1,5kW. Và chiếc máy khoan đa chức năng có công suất là 800W. Thì đầu tiên thì các bạn cần châm nhiên liệu và châm nhớt vào trong thân máy. Tiếp đến thì các bạn đấu dây nguồn điện vào trong phích cắm và cắm vào giắc cắm của nguồn điện 220V. Komatsu 6900CX này thì có hai cách khởi động là bằng đề hoặc là bằng giật tay. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động bằng giật tay trước. Khi mà khởi động bằng cách giật tay thì các bạn bật chìa khóa về vị trí on, đóng e gió, sau đó giật nổ và mở e gió lại. Đây là cách khởi động bằng giật tay. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động bằng đề. Thì các bạn bật chìa khóa về vị trí on, đóng e gió, bật về vị trí start cho máy nổ và đóng e gió lại. Vâng, đấy là hai cách khởi động của chiếc máy phát điện Komatsu 6900CG. Thì khi các bạn khởi động xong thì đồng hồ hiển thị áp sẽ hiển thị lên cho chúng ta. Trên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là 220V. Khi máy chạy đã ổn định thì các bạn bật công tắc của nguồn điện 220V lên. Khi bật công tắc lên á thì đèn sẽ báo sáng, nguồn điện sẽ được đưa ra. Và bây giờ thì tôi sẽ cấp điện cho chiếc máy nén khí dây đai này. Khi bạn cấp điện cho chiếc máy nén khí dây đai thì hệ thống điều chỉnh điện áp tự động sẽ tăng áp lên để cho máy được hoạt động. Và bây giờ tôi sẽ test chiếc máy rửa xe. Và đây là chiếc máy phát điện cung cấp đồng thời cho chiếc máy nén khí và chiếc máy rửa xe. Tiếp theo thì tôi sẽ test thêm chiếc khoan đa chức năng. Vâng, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn và test cho các bạn chiếc máy phát điện Komatsu 6900CX. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Vũ Tàu Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.